Cướp giật bằng xe máy là một thủ đoạn rất nguy hiểm của những kẻ phạm tội. Chúng thường chọn theo dõi trước nạn nhân rồi bám theo, chờ thời cơ sơ hở để thực hiện hành vi bất chấp an toàn tính mạng của người khác. Xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một đoạn clip mới được một camera hành trình tình cờ ghi lại được mới đây để thấy rõ hơn sự manh động và nguy hiểm của loại tội phạm này. Ngày 3 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 3 tháng 3 trên tuyến quốc lộ 46A đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên. Người đăng clip trên mạng xã hội cho biết thêm, nạn nhân sau đó đuổi theo và bị ngã, rất may không bị thương tích nặng. Theo thông tin chúng tôi mới cập nhật, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp là Nguyễn Văn Tuấn Anh, sinh năm 2003, trú tại xóm 4, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo pháp luật hiện hành, nếu các nghi phạm vô ý gây tai nạn hoặc là cố ý gây tai nạn nhưng chỉ nhằm mục đích trốn chạy chứ không cố ý gây chết người thì sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản hoặc cướp giật tài sản cùng tình tiết định khung làm chết người. Theo điều 168 Bộ luật hình sự, tội cướp tài sản quy định, nếu người phạm tội làm chết người, khung hình phạt áp dụng là phạt tù từ 18 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Theo điều 171 Bộ luật hình sự, đối với tội cướp giật tài sản cùng tình tiết định khung làm chết người, nghi phạm sẽ đối diện với mức án từ 12 cho tới 20 năm tù hoặc là tù chung thân. Ngoài ra thì nghi phạm còn phải bồi thường thiệt hại về tính mạng bị xâm hại cho gia đình nạn nhân. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận căn cứ Bộ luật dân sự 2015. Ở đây cũng là một bài học cảnh giác cho tất cả chúng ta về ý thức tự bảo vệ tài sản của mình khi tham gia giao thông, tránh tạo cơ hội cho những kẻ có ý đồ xấu thực hiện hành vi phạm tội. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này.